Hơn 30 năm qua, 238 hộ dân với hơn 1.000 dân khẩu của thôn 3, xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam chịu cảnh thiếu thốn trăm bề vì đang sinh sống ở vị trí chồng lấn địa giới hành chính với tỉnh Kon Tum. Do chồng lấn về địa giới hành chính nên việc đầu tư cơ sở vật chất cho người dân nơi đây rất hạn chế. Nơi đây được ví như làng Năm Không khi đường giao thông chưa được đầu tư, trường lớp tạm bợ, điện, nước và hệ thống thông tin liên lạc vẫn chưa về đến làng. Đời sống vật chất và cả tinh thần của người dân còn rất khó khăn. Từ thành phố Tam Kỳ, chúng tôi phải vượt quãng đường hơn 150 km núi rừng quanh co, đèo dốc mới tới được trung tâm xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Để đến được vùng chồng lấn địa giới hành chính giữa hai tỉnh Quảng Nam và Kon Tum, từ trung tâm xã Trà Vinh phải di chuyển theo con đường đất dài khoảng 10 km bị sình lầy, sạt lở với nhiều hiểm nguy mới vào được đến nơi sinh sống của các hộ dân thôn 3, xã Trà Vinh là nơi chồng lấn địa giới hành chính với xã Đắc Nên, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Khó khăn nhất ở đây là những cái đường trường trạm, mà điện lưới, sóng điện thoại, nói chung là khó khăn tất cả tất tần tật. Việc mà tồn tại khó khăn nhất đó, cái thứ nhất về cái đường giao thông đi lại này cũng không có này, về sóng điện thoại này cũng không có này, về nhà ở này kia cũng không có, vì đảng nhà nước cũng có mong muốn để đầu tư xây dựng cho bà con mình, cho dân dân mình. Ngược lại mình cũng nằm ở vùng trong lãnh địa giới hành chính, cũng từ xưa đến giờ cũng chưa được đầu tư xây dựng những cái gì cả. Nguồn cơn câu chuyện xuất phát từ bản đồ địa giới hành chính 364 theo chỉ thị 364 ngày 6 tháng 11 năm 1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nay là Thủ tướng Chính phủ, được vẽ không trùng khớp với đường địa giới truyền thống mà người dân hai xã Trà Vinh và Đắc Nên, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum đã sinh sống và canh tác từ lâu đời. Vì thế, sau khi bản đồ xác lập, đã vô tình đẩy gần 6.200 hectare đất tự nhiên cùng hàng nghìn người dân thôn 3 sang đất Kon Tum. Xuất phát từ cái trồng lấn địa giới hành chính theo chỉ thị 364 năm 91 đến nay là hơn 30 năm. Do vậy là cái đời sống của người dân ở đây là sống trước năm 45. Do vậy là cái mà điều kiện đời sống gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là về cái năm không, không đường, không điện, không trường học, không sóng điện thoại, rồi không cái nước sinh hoạt cho người dân. Do vậy là đây là cái sự thiệt thòi của người đối với là bà con nhân dân của xã Trà Vinh này, thôn 3 xã Trà Vinh này. Giữa hai địa phương cũng như giữa hai tỉnh, hai huyện, hai xã thì cũng đã có nhiều cuộc làm việc từ cấp thấp đến cấp cao của tỉnh. Tuy nhiên do đấy giờ này thì cũng chưa giải quyết được, và tỉnh Quảng Nam cũng đang đề nghị Bộ Nội vụ đứng ra để giải quyết, thì hiện nay cũng đang chờ giải quyết. Tuy nhiên trong thời gian qua thì nó cũng rất là khó khăn cho bà con thôn 3 Trà Vinh, là bởi vì trong thời điểm đang trồng lắng, do đó mà việc đầu tư ngân sách nhà nước về cái hạ tầng cũng như cái đời sống sinh hoạt của cho người dân cũng rất là khó khăn. Không đường giao thông, không trạm y tế, không điện, không nước sạch, không sóng điện thoại là những gì mà chúng tôi thấy rõ khi đến thôn 3, xã Trà Vinh của huyện vùng cao Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Do vướng mắc địa giới hành chính giữa hai địa phương khiến bà con nơi đây phải sống cảnh tự cung tự cấp suốt hàng chục năm qua. Thưa quý vị, vì không thuộc địa giới hành chính quản lý nên huyện Nam Trà My không thể đầu tư ngân sách xây dựng hạ tầng dân sinh. Còn huyện Kon Plong cũng không thể đầu tư hạ tầng vì đối tượng thụ hưởng là người dân nơi đây không thuộc hộ khẩu của tỉnh Kon Tum. Để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My đang sống trên địa bàn xã Đắc Nên, huyện Kon Plong, hai tỉnh Quảng Nam và Kon Tum đã tổ chức nhiều lần họp lấy ý kiến người dân đang sống trên địa bàn xã Đắc Nên. Kết quả khảo sát cho thấy, hầu như tất cả các hộ dân đề nghị điều chỉnh lại địa giới hành chính phần diện tích thôn 3 xã Trà Vinh, phần nằm trên địa phận xã Đắc Nên về xã Trà Vinh. Chính vì vậy, từ thực tế quản lý và nguyện vọng của người dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có công văn đề nghị Bộ Nội vụ chủ trì tổ chức làm việc để giải quyết dứt điểm vướng mắc về địa giới hành chính giữa hai địa phương. Thực tế ra bà con ở đây không bao giờ về Kon Tum nữa. Chắc chắn rằng vì muôn đời đã ở đây rồi. Quảng Nam đã đặng từ xưa mà hôm nay là Quảng Nam.
bà con ở đây chắc chắn rằng nhất định 100% cùng chung sống với là Quảng Nam, luôn luôn sẽ về Quảng Nam. Đạo của hai tỉnh cũng đã gặp gỡ trao đổi lấy phiếu ý kiến của người dân, mà 100% người dân là không đồng ý về xã Đăng Nen, huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum. Đây là cái tâm tư nguyện vọng của người dân. Trong thời gian chờ Bộ Nội vụ chủ trì giải quyết vướng mắc về địa giới hành chính giữa hai tỉnh, đầu năm 2024, huyện Nam Trà My kêu gọi các nhà tài trợ, mạnh thường quân ủng hộ xóa điểm trường học tạm, làm cầu treo cho thôn Ba. Hai công trình này thực hiện trên địa điểm cũ, sẵn có nên không gây tác động đến môi trường sinh thái tự nhiên. Thế nhưng, khi hai công trình gần hoàn thành thì bị xã Đắc Nên, huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum lập biên bản, buộc tạm dừng thi công, lý do vì nằm trên địa bàn xã Đắc Nên quản lý. Đây là ngôi trường được các mạnh thường quân về hỗ trợ kinh phí xây dựng cho thôn Ba, xã Trà Vinh. Nhưng đến thời điểm hiện tại buộc phải tạm dừng việc thi công đang dở dang thế này, bởi vì vị trí này là vị trí trồng lắng địa giới hành chính với xã Đắc Ninh của tỉnh Kon Tum. Huyện Nam Trà My cũng có văn bản gửi về ban quân Bà Long, thì nói chung họ cũng thống nhất cái quan điểm là cái nguồn xã hội hóa để xây dựng để phục vụ cho đời sống của người dân tại nơi đây. Tuy nhiên chúng tôi cũng thấy rằng cái thiếu của mình là thiếu sự phối hợp với đó. Hàng chục năm trôi qua, xã hội đã có nhiều thay đổi, nhưng cuộc sống người dân ở ngôi làng này vẫn chật vật giữa đại ngàn. Họ vẫn sống cuộc sống biệt lập với bên ngoài. Mơ ước về một sự thay đổi có lẽ còn quá xa vời khi vấn đề tranh chấp địa giới hành chính giữa hai địa phương không sớm được tháo gỡ. Hiện tại, hai địa phương Quảng Nam và Kon Tum vẫn bảo vệ quan điểm của mình. Tỉnh Quảng Nam muốn giữ dân và nhận luôn hơn 3.000 ha đất trong tổng số gần 6.200 ha đất tự nhiên. Trong khi đó, tỉnh Kon Tum lại muốn giữ đất và nếu người dân muốn nhập hộ khẩu vào tỉnh thì tỉnh sẵn sàng đón nhận. Trong khi chờ đợi hai địa phương tìm được tiếng nói chung thì đời sống của hơn 1.000 người dân ở thôn Ba, xã Trà Vinh vẫn hết sức khó khăn do thiếu đi nguồn lực đầu tư và không được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước. Nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động văn hóa giai đoạn 2014 đến 2023, thành phố Đà Nẵng đầu tư hơn 400 tỷ đồng để trùng tu các di tích được xếp hạng. Hiện nay thành phố có 2 di tích quốc gia đặc biệt, 17 di tích cấp quốc gia, 69 di tích cấp thành phố và 42 di tích nằm trong danh mục kiểm kê. Báo cáo của Thành ủy Đà Nẵng tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 33 NQTVK của Ban chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước vừa qua, đánh giá về cơ bản các di tích xuống cấp đều được trùng tu, tôn tạo và công tác trùng tu tôn tạo đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng công trình, tuân thủ các quan điểm, nguyên tắc về bảo tồn. Các lễ hội đình làng, lễ hội tôn giáo tín ngưỡng được tổ chức ngày càng quy mô, đi vào nề nếp, có nét mới nhưng vẫn bảo đảm nội dung ý nghĩa truyền thống, đáp ứng nguyện vọng tâm linh của người dân. Liên quan đến vụ cháy làm thiêu rụi hoàn toàn 40 xe điện tại trường Cao đẳng Điện lực miền Trung, thành phố Hội An xảy ra vào ngày 8 tháng 5 năm 2024. Đơn vị này vừa có văn bản giải trình vi phạm hành chính về lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy. Hiện, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có công văn gửi Công an tỉnh về việc kiểm tra giải quyết, giải trình vụ việc này. Theo đó, vi phạm được trường Cao đẳng Điện lực miền Trung chỉ ra do tầng hầm nhà ký túc xá K5-K6 sử dụng sai công năng với thiết kế ban đầu dẫn tới hành vi vi phạm hành chính. Thứ hai, hệ thống chữa cháy bị hỏng, hộp chữa cháy vách tường tại ký túc xá K5-K6 không có khớp nối. Thứ ba, đơn vị này xây dựng mới 2 nhà để xe thuộc diện tích thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy nhưng chưa được thẩm duyệt đúng quy định. Với từng hành vi vi phạm, trường Cao đẳng Điện lực miền Trung cũng đã có các nội dung giải trình cụ thể, đồng thời cho biết sẽ khắc phục sửa chữa. Hiện, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra nội dung giải trình của trường Cao đẳng Điện lực miền Trung để tham mưu đề xuất Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét giải quyết đối với những nội dung thuộc thẩm quyền. Chương trình nghệ thuật với chủ đề Về Huế Festival đã khép lại tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2024. Tuần lễ Festival Huế 2024 thu hút gần 101.000 lượt người. Doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt 159 tỷ đồng.
Với chủ đề di sản văn hóa, hội nhập và phát triển, tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2024 đã hội tụ tinh hoa của hơn 30 đơn vị nghệ thuật đến từ những vùng miền của Việt Nam và 7 quốc gia trên thế giới. Với lòng say mê, tâm huyết phục vụ công chúng cộng với tài năng diễn xuất của mình, các nghệ sĩ diễn viên đã đem đến cho khán giả hàng chục suất biểu diễn nghệ thuật cùng các hoạt động hưởng ứng tạo nên bầu không khí lễ hội sôi động. Tuần lễ Festival Nghệ thuật với 565 nghệ sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ, diễn viên trong nước và quốc tế tham gia, tất cả đã cùng phô diễn nét độc đáo, sự tinh tế và đa dạng của các loại hình nghệ thuật, cùng cháy hết mình trên sân khấu để đem đến cho khán giả bữa tiệc nghệ thuật đong đầy bản sắc văn hóa, thể hiện ước vọng về một thế giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa các dân tộc. Để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ di sản, những năm qua, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ cộng đồng vùng đệm phát triển, hỗ trợ sinh kế nhằm giải quyết việc làm, cải thiện thu nhập và nâng cao đời sống cho người dân vì mục tiêu lâu dài, bền vững. Trước đây, cuộc sống của gia đình ông Đinh Xuân Hòa, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch gặp nhiều khó khăn, sống chủ yếu dựa vào rừng. Sau khi được Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng hỗ trợ sinh kế phát triển mô hình nuôi ong lấy mật, cuộc sống của gia đình ông ngày càng khấm khá hơn. Sau khi vườn cho thì như vậy là phải nói là ông phát triển rất đẹp và đồng thời mật rất nhiều. Nói chung là năm 2023 vừa rồi riêng 12 đàn là tôi quay là đến gần 100 lít. Từ nguồn vốn của chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững, theo kế hoạch năm 2024, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng sẽ hỗ trợ cho 40 thôn bản vùng đệm, số tiền 40 triệu đồng một thôn bản, đồng thời từ chương trình thỏa thuận chi trả nguồn phát thải rừng, sẽ thực hiện hỗ trợ sinh kế cho 37 thôn bản, với số tiền 50 triệu đồng một thôn bản. Thôn Trạch thì là một cái xã là thực sự là một xã nghèo, mà thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới là có lồng ghép tất cả các nguồn, trong đó có nguồn của là vườn, và ủy ban xã chỉ đạo các thôn được sử dụng cái nguồn này rất là có hiệu quả. Trong những năm qua thì cái hoạt động hỗ trợ cộng đồng như là phát triển sinh kế của người dân vùng đệm thì nó được Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng quan tâm. Và hiện tại chúng tôi đang thực hiện ở đây là có hai cái chương trình. Một là cái chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững. Những cái hoạt động này thì cũng đã là góp phần nâng cao nhận thức của người dân đối với cái công tác bảo vệ phát triển rừng cũng như là giảm áp lực tác động của nguồn tài nguyên thiên nhiên của vườn quốc gia. Các hoạt động sinh kế trên đã góp phần tạo việc làm cho người dân tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo, đặc biệt giảm nạn khai thác các sản phẩm từ rừng. Hiện nay, Ban Quản lý Vườn tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương vùng đệm phát triển một số hoạt động sinh kế phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cộng đồng, góp phần giảm áp lực lên tài nguyên Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.